Chào cả nhà, hôm nay Shop Thảo Dược Thanh Phát xin giới thiệu với các bạn biết đến một loại dược liệu vô cùng tốt cho lá gan của mình. Đây là cà gai leo dạng phơi khô. Các bạn có thể mua về mình rửa và mình sắc, mình đun nước, mình uống hàng ngày nhé. Công dụng của cà gai leo là nó trị các bệnh về gan như là gan nhiễm mỡ, giải độc gan, hạ men gan. Đặc biệt tốt đối với các bác mà hay dùng bia rượu á, thì thường thường là cái men gan rất là cao hoặc là hay có tình trạng là gan nhiễm mỡ. Mình uống cà gai leo nó sẽ giúp mình giải độc hơn và ngăn chặn sự phát triển của xơ gan, viêm gan. Đặc biệt là những người bị vàng da, vàng mắt, kém ăn, mệt mỏi, mình sử dụng cũng rất là tốt nha. Nó sẽ giúp cho mình nội tiểu này và điều trị các vấn đề về gan như là ung thư gan thì mình dùng rất là tốt. Về cách dùng thì một ngày mình dùng 30g, trước khi nấu mình rửa sạch đi, sau đó mình nấu với 1 lít rưỡi nước, đun sôi nhỏ nữa từ 15 đến 20 phút, sau đó các bác tắt bếp đi để nguội và mình uống thay nước hàng ngày. Ngoài ra thì bên mình có bán dạng viên cà gai leo mật nhân dành cho các bác không có thời gian mình đun nấu thì mình có thể dùng dạng viên này mình uống ha. Một ngày thì mình sẽ chia ra làm 2 lần, mỗi lần mình uống 10 viên và uống sau bữa ăn khoảng 30 phút. Các bác có nhu cầu muốn mua cà gai leo dạng khô và dạng viên thì hãy liên hệ với shop qua số điện thoại ở bên trên hoặc có thể đặt hàng mua hàng trên website thảo dược thanh phát.com của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!